Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Minh Triết và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đồng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Dự hội nghị có Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Đà Nẵng Đỗ Thịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Trong 10 năm qua, Nghị quyết số 25 đã được triển khai thực hiện có hiệu quả ở các cấp, các ngành và địa phương, cơ sở, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò, vị trí công tác dân vận, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy về công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở có chuyển biến rõ. Cấp ủy đã có sự quan tâm đến công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể các cấp phát huy tốt hơn vai trò tham mưu thực hiện công tác dân vận. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan đơn vị đã được xác định rõ, gắn với nhiệm vụ chính trị, thể hiện bằng kế hoạch chương trình công tác của từng cơ quan đơn vị địa phương. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã tiếp hơn 85.700 lượt công dân, tiếp nhận hơn 57.100 lượt đơn thư. Phong trào thi đua dân vận khéo được các cấp ủy đảng chú trọng triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn thành phố có gần 700 mô hình dân vận khéo. Nhiều mô hình được cấp ủy các cấp chủ động triển khai nhân rộng phù hợp với thực tế của địa phương.